Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Viettel với Hà Tĩnh 19 giờ 15 phút ngày 4 tháng 7 năm 2022, vòng 5 V-League 2022. Viettel tiếp tục được đánh giá khá cao ở V-League năm nay và họ sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch. Trong tay của chiến lược gia Trương Việt Hoàng đang nắm nhiều cầu thủ khá chất lượng như Hoàng Đức, Mạnh Dũng, Jovan, Pedro. Đội bóng này đã có màn khởi đầu không quá tệ. Cụ thể, Viettel kiếm về 7 điểm sau 4 lượt trận đầu tiên và đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, kém top 2 vỏn vẹn 1 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 4 điểm nhưng còn một trận chưa đá. Đáng chú ý, Viettel bước vào cuộc tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 5 V-League với đà tâm lý đầy hứng khởi. Điều này thấy rõ khi mà đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vừa có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng AFC Cup với 3 trận toàn thắng, hàng công chơi bùng nổ khi ghi tới 11 bàn thắng. Kết quả này giúp Viettel giành tấm vé vào vòng knockout. Tính riêng ở các giải đấu chính thức, Hoàng Đức cùng đồng đội chỉ để thua 1 trong 9 lần ra sân vừa qua, còn lại hòa 1 và giành tới 7 chiến thắng. Bên phần sân đối diện, Hà Tĩnh chưa bao giờ được đánh giá cao kể từ khi giành tấm vé lên chơi ở V-League. Mùa bóng năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ cố gắng giành tấm vé trụ hạng thành công. Ngay ở giai đoạn mở màn, các cầu thủ Hà Tĩnh đã đối diện với nhiều khó khăn. Hiện tại, Hà Tĩnh đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm giành được sau 4 lượt trận đã đấu, hơn đội bách bảng về hiệu số phụ. Phong độ trong quãng thời gian qua của đội khách Hà Tĩnh vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Trong 7 lần ra sân mới đây, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, còn lại hòa 3 và nếm trái đắng 3 trận. Tính riêng thành tích tại V-League 2022, Hà Tĩnh không thắng 4 vòng đấu đã qua và để thua 2 trận. Trên sân khách, đội bóng này mang đến niềm vui cho người hâm mộ vỏn vẹn một trong số 14 chuyến đi mới đây và thậm chí họ trắng tay ra về tới 8 trận. Xét về thực lực, Viettel rõ ràng được đánh giá hoàn toàn vượt trội so với một đội bóng yếu như Hà Tĩnh. Điều này minh chứng rõ khi mà Viettel toàn thắng cả 3 lần gần nhất chạm mặt với Hà Tĩnh. Ở thời điểm hiện tại, Viettel đang chơi thăng hoa với chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp và ghi tới 11 bàn thắng. Trong khi đó, Hà Tĩnh tỏ ra yếu bóng vía với việc không thắng 13 trong 14 chuyến hành quân xa nhà vừa qua. Với kèo châu Á Viettel chấp 0.75, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Viettel chấp 0.75 full time. Hàng công của Viettel với Hà Tĩnh đều đang chơi không mấy ấn tượng tại V-League mùa bóng năm nay. Sau 4 lượt trận đã đấu, các cầu thủ Viettel ghi được 6 bàn thắng, còn Hà Tĩnh chỉ có được vỏn vẹn 2 pha lập công. Điều này khiến 3 trên 4 trận gần nhất của Viettel tại V-League và 9 chuyến đi vừa qua của Hà Tĩnh đều khép lại với dưới 2 bàn thắng được ghi mỗi trận. Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở cả 2 lần đụng độ nhau mới nhất giữa hai đội. Tuy nhiên, với sự hứng phấn từ 3 chiến thắng ở AFC Cup cộng với lợi thế sân nhà, khả năng cao Viettel sẽ chơi tấn công phủ đầu để bám sát ngôi đầu bảng. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Viettel chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Viettel thắng. Kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Viettel 2 Hà Tĩnh 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.